Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng, bốc đầu trên đèo Hải Vân rồi quay clip đăng lên mạng xã hội như một chiến tích đang gây rất nhiều bức xúc cho người dân. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực này. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, xử lý, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại khúc cua nguy hiểm nhất trên đỉnh đèo Hải Vân, thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, hàng trăm thanh thiếu niên đứng reo hò, cổ vũ, mở nhạc náo loạn. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của những quái xế với những màn biểu diễn vô cùng nguy hiểm, nẹt bô, bốc đầu, điều khiển xe bằng một bánh, lấn làn đường, vô tư lạng lách, đánh võng trước đầu xe container. Càng nhiều người đứng xem, reo hò, những quái xế lại càng say sưa trình diễn. Mà thường thường là thứ bảy với chủ nhật, một tuần là hai bữa như đó. Mà tầm 4 giờ tới 5 rưỡi là bắt đầu mấy em lên đây đua xe giật đầu rồi nhiều lắm. Đi là tập tụ chừng nhóm đó. Mười mấy hai chục chiếc giữa đầu bóc đầu chạy kinh lắm. Và đây là hậu quả của những màn trình diễn này. Cũng không ít trường hợp tự lao vào xe khách, xe container đang lưu thông trên đường gây tai nạn thương tâm. Sợ chứ, sợ họ ta nhiều lúc tông vô xe họ, lại nhiều người họ đi bình thường mình cũng sợ tai nạn cho họ. Nó chạy đông nó ngồi hế nó vô cũng nhiều. À, Đà Nẵng là ở bản số 92, với lại bóng qua mình thì ít. À, làng lách ở nó rỉnh ra đây, nó giật nó chạy đi lắm rồi. Trên đều nó kêu cấp cứu hơi lâu mà bữa hôm nó xe Sài Gòn đậu đó thì mấy em là tông vô đầu xe hay em gãy tay gãy chân đó. Nè, bò câu ở đây bón thì cũng trông cho. Có mấy em đi để bón nước, bón đồ, kiếm ấy chứ, kiếm tiền chứ mà đều mấy em đua xe kinh quá, đi đoàn hoàng thì không sao hết, mà đi đua xe sợ lắm. Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cho biết, những quái xế này đa số là học sinh, chưa có giấy phép lái xe, liên hệ với nhau qua các nhóm Zalo, Facebook để hẹn so tài, biểu diễn. Và khi phát hiện có lực lượng chức năng tuần tra xử lý, các thanh thiếu niên này cũng nhanh chóng thông báo cho nhau và chạy qua các tỉnh lân cận. Hầu như là lực lượng công an là ngày nào cũng tuần tra kiểm soát, nhưng các đối tượng khi phát hiện lực lượng là đều có cái Zalo trong nhóm đó, là thông báo với nhau, là những đối tượng đó là thường xuyên là thấy lực lượng đi làm nhiệm vụ là thông báo với nhau là sẽ không xuất hiện. Cho nên là khó khăn đó là vì lực lượng mình là thường xuyên là mình đi công khai, cho nên là lực lượng thấy lực lượng là các cái đối tượng thanh thiếu niên đó là không bao giờ hắn ra để quậy phá, mà nhưng không có mình lực lượng mình về là bắt đầu hắn quậy. Đặc thù của tuyến đường đèo Hải Vân là có sương mù, đường cua, dốc nhiều, khiến cho tầm nhìn hạn chế. Bên cạnh đó, lực lượng phương tiện lưu thông cũng rất đông, có nhiều xe tải, xe container. Việc các thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng, bốc đầu xe không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho các phương tiện khác. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông trạm cửa ô Hòa Hiệp phối hợp với công an phường Hòa Hiệp Bắc đã thường xuyên tổ chức tuần tra công khai kết hợp với mật phục để kiên quyết xử lý những đối tượng này. Trạm cũng có đưa ra các phương án là tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với lại hóa trang để quay phim ghi hình lại những cái trường hợp mà lạng lách đánh võng trên đường, bốc đầu xe trên cái tuyến đèo để là ghi hình lại để xử lý nguội, xác minh và xử lý nguội. Sau khi các lực lượng chức năng ra quân kiên quyết xử lý, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng bốc đầu có giảm, thế nhưng vẫn chưa triệt để hoàn toàn. Vì vậy, sự giáo dục, quản lý của gia đình, nhà trường là vô cùng cần thiết để chấn chỉnh hành vi trên, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính con em và những người tham gia giao thông khác.